bây giờ đi thăm câu mấy anh em. Mình đi thăm câu, nếu mà có con cá nào á thì mình nấu canh và kho, còn mà không có con cá nào thì mình ăn tối nay ăn muối trắng nha anh em. Rồi chào anh em ha, tiếp tục thăm câu thôi. Câu một cây đúng rồi, câu cái mất rồi đúng rồi. Cháy hả? Tìm chỗ khác nữa. Lộp tìm lộm lộn. Nhầm lẫn. Chứ để cái lỗ này nè. Để nó có tóc. Đâu có mất không? Được. Được. Cá giờ khôn. Cắm riết là nó cũng nhàm. Dính lên rồi, dính lên rồi. Đây, 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 qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Hả? Nè, con cái giật giật. Thấy không? Câu nè. Nè. Hả? Con cái giật giật. Đâu rồi, cái tiêu con cái giật rồi. Đừng có sảy rồi. Đừng lấy ra, đừng lấy sảy nha. Mẹ thiệt rồi. Đây đây đây, có rồi anh ơi. Có được canh rồi anh ư. Hả? Được rồi anh 8 kg ơi. Đây. Hả? Được chưa? Thấy không? Hả? Nhiều canh chua được đây gì nữa? Đây anh em nè. Nửa ký. Nửa ký nha. Nồi canh chua. Đây cái ghim cái chê chỗ này. Hả? Ghim chê, nghe còn nghe giật giật. Đó mà làm 4 em ha. 4 em nè, 4 em gì là ngon. 4 em là coi như là 2 em kho, 2 món canh chua ha. Đúng. Nghe nó từng câu nghe giật giật là vui rồi. Con cá trong lưỡi câu nữa. Ủa? Mưa gió hả? Gió. Nghĩ sao mưa. Mấy chỗ này ngon lắm chứ. Chín rồi. Chín này nghe giật giật rồi. Đây chín con cá kèn. Ui là trời. Hả? Cá kho này là đúng bài. Đúng bài. 20 con này đi ha. Ừ. Bắt con này luôn ta. Đó, vậy với cái này mình cúp luôn đi cái mình. Được chưa? Rồi. Ok ok, con kia kìa. Dính này, dính này. Dính này, nó giật giật cái đó. Đó. Thấy không? Thấy cái tẹn gì đây không? Thấy cái tẹn bơi luôn nè. Đây. Bự không? Trời con nghĩ mấy này bị cá lóc táp rồi nè. Tôi nghiệp nhỏ. Ồ, không dính cá lóc nè. Không tới rồi đâu, cái nó còn cái tẹn bự quá. Vậy bị ăn bị cắn rồi. Dính cái này mà không quay cạnh này thì cạnh nào quay nữa. Đây, cá tiền anh em ha. Hồi nãy quay là hơi nhiều á. Thằng quay đi hết luôn đi.
Đây anh em, mới đây được ăn cao được nhau vậy nè. Đủ khoai chưa? Sao thằng Trương nó không vô đây gì, nó quắc được nhiều lắm. Quắc nhiều lắm. Nó quắc cò gì. Trời. Dính lên cái tiền này rồi. Dính lên cái tiền này rồi. Quắc nhiều lắm. Quắc nhiều lắm. Rồi dính nước kìa. Anh em còn câu gì kìa, thấy không? Quay cho người ta thấy. Đó. Được chưa? Dính cái tiền ở đây nữa. Cái tiền rồi, nó lôi con nhỏ kiểu đó là biết rồi. Lôi con nhỏ kiểu đó. Đó, đây anh em bự không? 500 một ký. Tiền này phơi khô. Trùng riết mà giờ nó không mình nhìn luôn. Nó trùng riết nữa không mình nhìn mới đất trùng luôn. Nhìn con ta. Nè lôi chắc sảy quá. Căng nhà. Căng nhà chắc sảy rồi. Không thấy nhất thiết gì hết. Ôi sảy rồi. Mấy người câu luôn mà. Rồi thấy lấy câu luôn mà. Láng này cái này không dính đâu. Lúc mà quay phim nó cũng dính cá hết vậy. Ừ. Lúc mà không quay phim thì cá dính cùng thì sao? Ý trời. Ừ. Quay coi. Quay coi. Thiệt đi. Ồ, quay cho anh em ơi. Mày hết cân. Đây. Ú là trời. Bự quá, bự quá, bự quá. Tầm này thì hết chê. Ủa? Dính hay là vậy rồi? Sao? Không, cần này nè. Cần này nè. Nè. Có dính luôn, cây trắng luôn. Ủa, nghe nó dạy, cá dạy ngay đó đó. Nè, dính nè. Mấy bên bẩy là mấy nó tèn, nó tèn 500 ngàn một ký mà. Ôi, sảy rồi gì vậy? Sảy rồi gì vậy? Nghe lắm không? Ừ. Có nghe, còn câu nè. Cái đèn, cái đầu một câu này. Đủ kho chứ anh? Hai đang đủ kho phải không? Sơn nhỏ dùng. Đó, ừ. Nó dạy ngay đó đó. Hết được không? Trời. Lóc anh em nha. Con này 3 năm nữa là ký rưỡi. Rồi, anh em đủ cá kho anh em nha. Rồi. 8 tiếng cho làm cá. Rồi. À, mắt đi. Bây giờ là làm cá nè anh em. Như đây là cá đủ làm chưa? Nấu canh anh em ha. Cá. Rồi đây, 8 tiếng. Đây Hào Võ TV. Chào mới xuất hiện. Thì hôm nay cũng trải nghiệm như cùng chung với cái fan của TV Fox. Giờ đây cũng kênh TikTok của
Đó về đi đây. Trí Trí Nguyễn hả? Trí Nguyễn. Ok anh em, chút xíu là mình lên ca kho rồi nha. Rồi, hello anh em ha. Thì bây giờ nồi cá đã hồi nãy làm cá. Bây giờ kho nồi cá, quá ngon, mùi nồi cá hấp dẫn quá thôi. Đừng kho nước nha nào. Để nước kia đi. Đâu có gì đâu, để nước gì chứ. Tắt đi, để nước không, trong. Này là mình mới chế, nói với thầy á, thầy coi cái nồi cá này chút thầy ăn này, cái cảm giác nó ngon hay không. Rồi. Rồi ok được, cao quá đẹp. Đừng hết nước uống. Nhưng mà chút rồi thầy ăn hết nước thì không. Rồi, tiếp bây giờ anh em chuyển sang cái thịt anh em ha. Đây thịt. Giờ mình chuyển sang đây. Rồi. Thầy Tư đã cắt gọt. Giờ mình ăn cơm. Rồi, mời anh em sẽ ăn cơm cùng thầy Quân Sĩ Bóc ha. Rồi ok mấy. Đây, review nồi cơm anh em. Thanh Trí mở nồi cơm anh Trí ơi. Bưng nồi cơm lên, review nồi cơm. Wow. Nồi cơm nóng bằng cái lửa nha anh em. Trời tuyệt vời, ông mặt trời. Cái chữ thề nữa. Đây nồi cơm lửa anh em ha. Thầy cứ xài 500 hoài. 500 hoài thiệt chán. Rồi, hello anh em ha. Anh em mời anh em ăn cơm cùng Thi Vương Sport, Hào Võ TV. Đúng đủ chưa? Rồi, ngồi vô. Hôm nay cũng mời cả nhà cùng ăn cơm với bên của kênh của TV Sport. Ừ. Em ngồi ngay chỗ anh á, em ngồi ngay đó. Thì trên TikTok là đó. Rau. Bảy nghiêm tấm trí. Rau luộc, rau sống, canh chua, cá kho. Đầy đủ là cũng như giới thiệu luôn đó. Cái món ăn ngày hôm nay là cá kho. Cái này mình mấy cá bỏ này đặc quen. Cá kho nghệ, lá lốt, của chung lốt. Giờ bỏ đâu hả? Không, để cho sôi lên xem bỏ. Sao mình không làm thêm cây thì nó sát nữa. Ghế qua nó muốn ngồi bên kia thì ngồi qua bên kia ngồi chứ bên đây ngồi sao ngồi ghế được. Mà treo ở dưới cái máy này á. Cái này hợp lý á. Ăn ngủ đi. Rồi. Chị kia cái mí rồi. Muối không? Thôi rồi, tắt cái muối bỏ đây nè. Muối chấm cái gì? Muối chấm thịt phải không? Chòm chấm. Muối chấm thịt bỏ đây nè. Chòm thịt. Còn cái này nè. Còn cái này em muốn chấm cái này nữa rồi. Chòm đi, nói với cậu Tám đi, cái chòm đi đó. Để đi chòm đi. Rồi vô, mời anh em ăn cơm cùng thầy Vương Sport. Muối đổ đây vậy. Cái này bỏ bên kia cho Hào Võ TV nè. Thôi để đi, chòm tới rồi. Chòm cái gì mà chòm? Trời, ăn phải chòm cái gì. Mới chòm, mới đem cái tên chòm hết đó. Rồi đủ đâu. Cho miếng cơm đi. Lấy gì đâu không có nước cơm thì nó mới giống ấy có khô luôn mà vậy rồi có nước ở dưới đó có nước kìa ơi tắm làm mấy cái miếng cơm để lấy gì thế cơm đùa bánh canh có nước ăn nước khô đó vừa bây giờ nhắc xuống rồi bỏ vô lên chế nước vô nữa cái đầy nước chứ có gì đâu mời anh em nha. Cơm trong rừng sinh tồn. Chúng ta sẽ đi trải nghiệm rừng rú thế nào anh em ha. Xài bữa cơm thịt chua, thịt nướng, mắm nêm, canh chua rồi ăn với đồ khô tí với nước. Quá đó sạch. Đây mình đi rừng thì cũng gì đó. Còn chứ không phải không còn đâu. Còn có ly rượu uống nha để lấy tinh thần anh em ha. Rồi mời tất cả mọi anh em ha. Còn muốn rượu với đó. Còn bịch ớt của mình đất luôn á. Còn không? Còn nhá. Hợp tác gì vậy? Gì vậy? Mời anh em. Nói đây cái 7 giờ. Cái thề nữa. À quên để xài cái 500. Mày cứ vậy không? Thì chán. Rồi cá cho mày cá nè. Đây anh em, cá của Hào Võ Tuy nấu. Thịt thì là của, thịt nướng là của Tư nướng nè. Nhưng mà tác nhanh là người sáng tác ra là Tấm Trí. Còn nướng là Tư. Rồi cả nhà nha. Thì hôm nay là cũng cá canh thì cũng chung tay với nhau. Mỗi người một ý tưởng để nấu ra cái món để cho nó ngon. Thì cả nhà ăn cơm cùng với kênh của Thầy Vương Sport. Còn... Cái nồi cơm ruột đó ba. Đúng rồi. Để làm nó có một cái ngon đi. Nào cái rồi anh Hà. Không giờ. Nửa cái á. Nhưng mà nó cái này nè. Đây là chấm cái đang nước mây nè. Hết đó đó. Bây giờ nhắc là đánh xuống đi. Bắt lên cho miếng nước vô. Trời ơi. Còn queo luôn rồi. Chấm cái đó mới ngon đấy chứ. Ai chấm kệ, ai chấm nước thì kệ, mình ăn cái. Không, cái gì này. Cái nước vào. Nước. Không phải. Lỡ thì thôi đi. Không. Thích ra đây mà. Được không? Chứ mà giờ chế vô nữa nó mất ngon rồi. Ừ. Mất ngon, ngừng nó mất ngon. Đây.
cho nó sôi lên đi chứ. Còn muốn nước thì nhiều nước có cũng có được. À, cho nó sôi lên đi chứ. Cho nó sạch sạch. Cái đây mình như mổ bò rồi, hả? Ra chiến trường thì chắc chết hết luôn. Làm lên tao biết thịt này tao biết. Khô cái dạng thịt. Cái nước rồi được rồi, chế đi. Chế phân nửa chứ. Để chỗ nào thì để ra đường nghi quá. Để đó. Quơ quơ đổ đó. Cái ai cầm đi, chỗ như cầm đi. Chế nước, bạn bạn, mưa ra, cái chai nước. Không có mưa, gió. Chế nước này sôi. Lấy chai nước rồi bạn. Đó, nước. Nhưng mà hào chế rồi xem. Giờ biết kho mặn nó lạc đi mà chế, chế vô. Lạc lạc lắm. Chế đi. Kho nào nào, kho nào để chế. Nước đồ kho lên nước ốc ách vậy. Có nước mắm, nước này vô. Rồi. Không biết nó nêm vô. Không biết có đạp kè. Không mưa trời, không mưa được miếng. Không muốn chấm thì kéo có. Đó, đó. Đó, đó. 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 Ngon. Được cơm rồi. Cái bỏ cái con này. Đây là người bớt. Ủa anh mới uống mà hơi rót rồi nữa. Đúng rồi. Mày bám mà uống. Chấm đi. Rồi tắm đi. Thật chấm đi. Như thế. Được không? Rồi rồi, tắm đi. Chưa gì. Hỏi rồi, chú ơi. Thôi đâu. Thôi đâu. Luôn mà. Má cái nước à. Má gì chứ gì không có cái xô có bên rồi bên kia nó chưa mới chưa. Trời ơi. Cho chú mới để nồi cói nó cạn nữa bây giờ. Thiệt đúng rồi, cái này nó gọi là còn nhiều cha này cái. Ồ, nồi cá. Này người hai người ở đây. Cũng vừa hết thôi. Vừa hết thôi. Ừ, vừa hết thì rót đầy đi chị hay chị đâu vẫn dễ đầy giờ. Đúng không? Ừ, rót đầy vô đi chị đâu. Hả? Mình như bác thôi. Mai đăng